Chào bà cô chú anh em và các bạn trở lại Thủy Phòng Lui gần đề. Giờ thì bỏ hào cho nướng. Hôm nay thì đi siêu thị đó, phải mua được hào nè. Rẻ quá trời luôn. Cho nên là mua về ăn. Hào là thôi. Thì chỉ có mớ ốc này nè mọi người. Ốc này Út Thủy cũng không biết kêu ốc gì, ai biết thì cho Thủy biết tên nhé ha. Đây, ở đây thì có mấy con cua xanh nè mọi người. Lần đầu tiên ăn cua xanh luôn. Nên là bây giờ hấp lên ha. Cua xanh hấp lên. Rồi, lúc này thì Thủy sẽ luộc với sả. Luộc với sả với gừng ha. Đây là chấm nước mắm gừng nè. Hôm nay Thủy ăn một mâm hải sản nè mọi người ơi. Đây là ốc ha. Còn đây là con hào. Con hào nè. Còn bên kia nhưng mà Thủy để như đây thôi. Lan tay món yêu thích của chồng Thủy. Rồi để được nghe. Còn đây thì có mấy cái sót này nữa nè. Rồi xin mời ông bà cô chú anh em và các bạn nha. Rồi ăn đi ra đi. Đây thì có chén nước mắm rừng gừng. Đó. Ok. Bây giờ sẽ cho sót màu xanh vào. Sót này Thủy mua nha mọi người. Chai có đồng mấy đô. Ăn thử coi cái loại nào nó ngon. Oh. Ah, it's okay, daddy. Thank you, daddy. You're very welcome, my love. Yeah, baby. Ok, bây giờ mình sẽ ăn hào nha mọi cô chú ơi. Ăn hào. Ui trời ơi nè. Ôi trời ơi, nó đã. Thủy không biết sao nha. Ăn hào lắm mọi người ơi. Mê ăn hào vô cùng luôn. Rồi bây giờ thì sẽ cho chút xíu này vậy. Thấy là ăn vậy thôi, không có. Sorry honey. It's okay, lovey. Ooh, my god, I love it all. Wow. Ôi, nó ngon. Xin mời mọi người dùng bữa với vợ chồng Thủy nha. Hải sản vợ chồng Thủy nha. Of that Tabasco. So, in case you tell everybody that while we were in SeaTac, we went to Lamb's Seafood and Asian Groceries in Tukwila, and they had a good deal on these oysters, and they had some blue crabs, so we picked these up there. Cái siêu thị đó hai vợ chồng Thủy đi đó mọi người, ông bà cô chú, nó có nhiều hải sản ghê vậy. Mà nó rẻ nữa, nó không có mắc như Oregon, bởi vì cho nên nó hả holiday hard is very cheap, nó like that expensive over there. And here expensive nè. You want to try the cap? Or you want to try the cap first? I got this ready to rock. I need to get some, we'll check it out. You can check it out like that. Đây, ở đây ốc này nè mọi người, hơi là thể mua ở trong đó luôn. À, nửa ký là có 5 đồng mấy đô rồi. 6 đồng đô, 5 mấy đô cũng rẻ mọi người, không mắc đâu. Chấm thì chấm với nước mắm gừng ha. Chén nước mắm gừng, ôi nó đã. Do you use the whole thing or this? No, just a down there, put it down, down. That one, no. Nè mọi người. Chén nước mắm gừng nó đã. Are you dipping that in nước mắm? Good daddy. Daddy first time, huh? First time? No. Nè mọi người, giờ thì chấm với cái sốt này ha. Nè, sốt xanh để coi ăn phải nào ngon không. I think we ate these at Crocodiles one time. This is good. You want to try the wild caught ones yet, or are we still going to go? Yeah, just the one foot. Ôi trời ơi, trời nó giòn mà nó ngon quá mọi người ơi. Đây, đây là ớt đỏ ha, tùng chấm đỏ. Cảm thấy cái nào nó cũng ngon hết mọi người. Thích ghê. Đỡ.
được hải sản, trẻ thích mọi người. Vợ chồng Thủy mê hải sản lắm. Đúng rồi, đi tiểu bang á, chồng Thủy muốn tỏi qua cái gì? Alaska. It's we very love seafood. Yeah, go check. Go somewhere with Alaska. My husband very like Alaska for his seafood. À. Trời ơi, cái này sao khó tháo ta. Ây dạ. That sauce is good with these. Yeah, this what everyone goes with that. You don't like my sauce spicy, daddy? No, I like it. So hard for popping. Ây dạ. Để open. Oh, thank you, daddy. Ôi dồi ôi, chồng Thủy mở cho Thủy con ốc luôn. Đã dễ sợ. Wait for daddy. We're gonna get picture with that. Ôi, hôm nay ăn hải sản. Trên hai đứa con Thủy không có chịu vô, hai đứa nhỏ không chịu vô. Hai đứa nhỏ mà vô là phải ngồi chăm nha hai chị. Hai chị nói hồi, hồi con ăn khoai lang tay với lại mấy con ấy thôi. Bữa nay hai chị không chịu vô. Get another one, hả? Đã được rồi. I want this one. The big one. I want this one. And this one. Okay. From all the juices. I'm losing my juices. Give me the juice. Wow. Okay. How did I get me? Okay. Đã quá. Wow. Tabasco. 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 Ready? Go. This is serum. Okay. Ngon mọi người. Tất tròn. Quá mọi người. Ăn hải sản ngon bá phát. Hải sản ngon hết trơn. Ok, bây giờ đi ha. Giờ ăn thử cua. Cua càng xanh này á mọi người, vợ chồng Thủy chưa có ăn qua bao giờ nha. Để khui nó cho con xào. Ngon nha. Nè, vợ chồng nói nhìn mình. Đó, không có trứng hả. Nhưng mà cua càng xanh này chưa bao giờ ăn qua. Nó ăn thử rồi. Ui, đó đi, đã chưa. Chồng Thủy thấy là lắc đầu rồi mọi người. Chồng không có ăn cái mang đâu nha mọi người. Người Mỹ nào không có ăn cái mang. Mà ở trong có trứng nè. Good ra đi. Rồi trang miếng bơ vô đây. Vậy là tôi thôi. Ôi nó đã. Nó ngon quá mọi người. Ở trong nó có trứng nè. Nè. Cái trứng đỏ. Quá trời luôn. Quá. Cái cua càng xanh này, ăn cua xanh này ngon mọi người. First time we eat that, right daddy? Yeah, we've never had this kind of crab before. Good. Ick. Yummy. Don't put that egg away, nha. No, not take the eggs go away. I was just taking the gut stuff to go away. The eggs for you here. Yummy. Good. Lần đầu tiên không ăn luôn mọi người. Lần đầu tiên không ăn trứng luôn. Ồ, cua càng xanh này cũng ngon. Lần đầu tiên ăn. Thịt ngọt. Nhưng mà nó có cái nó hơi nhỏ. It's good, but kind of small, huh, daddy? Yeah. Yeah. But, I mean, they're meaty from the inside the body here. You didn't bring the scissors over here? I go get scissors. Trời ơi.
Good day. Here, Daddy. Sorry. It's okay, baby. What are you sorry for? You could walk over there. Oh, no. Rồi, bây giờ ăn cua thôi. Béo. Ngon quá. Can't get it in here, but check this out. Nó béo. Ngon ghê á, cái thịt nó ngon ghê. Here, you can have that. I'm not gonna eat. You can have that. Yeah. What? But all this here, I'm eating that, you know? Okay. Wash the guts off of it and dip it in butter. Ngọt thật. Meat very good. Mà cái thịt nó cũng dễ ấy á mọi người, nó khó. Tại vì vợ chồng thì đi bắt cua ở tiểu bang Oregon thì ăn cái gì cô ở tiểu bang Oregon, cái này là của Washington. They don't have these in Washington either. No, where is it? These are from the East Coast. These are from like Florida and Texas and whatnot. These are Atlantic blue crabs. They don't have these here. Tại vì nó cũng phải của Washington mà của những cái tiểu bang nóng á. Những tiểu bang nóng thì mới có cái cua xanh này mọi người. Told you these are sweeter than sweeter than green crabs. Yeah, the meat very good, very sweet. Cái thịt nó rất là ngọt. And look how full they are. Rất là ngon. Found this because we've been wanting to. We've been wanting to try these as we know that. And other states outside of the Pacific Northwest, this is the predominant type of crab that you can get. So yeah, if we were to get chased out of our homes by. Chồng thấy nói là cũng muốn ăn thử để khi mà mình đổi qua những cái tiểu bang mà những cái tiểu bang nóng á, giống như Texas hay Florida thì mấy cái cua này là nó đến từ những cái tiểu bang đó. Thì cũng muốn ăn thử coi nó có ngon không. Tại mà vợ chồng thì rất thích tàu biển á. Ở đâu á cũng muốn ở gần biển để mình đi bắt đồ biển về ăn á mọi người. Nhưng mà ngon. Này ngon đó đi ha. Ngon. Good. Cái thịt nó cứ là chắc mà nó ngọt thịt ghê luôn á. Con thì về Nhật rồi. Một tháng nữa mới qua, hai chị em về Nhật ăn ăn Noel và Tết với ba. Cũng mấy năm rồi không có về tại dịch bệnh á. Nên về cơ sẵn đưa con ra sân bay và ghé cái siêu thị đó mua mọi người. Cái siêu thị đó tên là What the store name đó đi Lam something hả? Lam Seafood and Asian Food. Or Seafood and Asian Grocery I think. Tuckwilla, Washington. Ngon quá. It's good. Well. Good. Okay. So this is the crab they have on the East Coast, so. The whole Atlantic Ocean. And the Gulf of Mexico, I think. I don't know. But I know the Atlantic Ocean. Yeah, Trầm Thủy. Trầm Thủy nói vậy là được rồi đó. Để coi tình hình sao. Là hai vợ chồng ngồi trên xe chở mấy đứa nhỏ hôm qua chở mấy đứa nhỏ đi xong rồi cái nói là nếu mà đi những cái tiểu bang á mà nó có bão có ấy thì mình đi qua Florida, mình đi qua gọi là gì Alaska. Atlantic. Yeah, they talk about like Alaska. What, these crabs? No. Talk about it. We want like seafood because yeah. If somewhere changes, like
Rồi Dad texted the head of tornado and something. We don't like it. We're gonna move to Alaska, but it's cold. Florida's got hurricanes, and we're like, I'm not too worried about hurricanes. We lived in Okinawa. Yeah. It's like really a typhoon. That? Yeah. Mm. Like a typhoon. Mm. Uh-huh. Florida have ocean too? Huh? Florida have ocean too? Yeah. Okay. Where's all ocean? Thì đi đâu đi giờ? Nha, ở đâu có biển, gần biển mới được. Nha, lái xe khoảng 2 tiếng là được nha mọi người. Tại vì mình không có mua mấy cái nhà mà ở gần biển được, tại nhà gần biển nó mắc lắm. Nhà gần biển nó mắc cho nên là mua những cái mà ở xa biển chút xíu thì nó đỡ. Cái ốc này cũng dễ gỡ ra lắm nè mọi người. Nó kéo như lỡ ra thì nè. Mà cái này chấm với nước mắm gừng, trời ơi nó đã. Try the swimmer. Yeah, I by that I chewed out very good. Nó ngon mọi người nè, chiên nước mắm gừng. Ôi ôi nó đã. Ngon quá mọi người. Nước mắm gừng đã dễ sợ. Cái ốc này nhà thì không có cái cây lễ nữa nhưng mà kéo nó cũng ra nè mọi người đó, kéo nó cũng ra đó. Ui không đã, nước mắm gừng ngon nhất mọi người. Ăn được ăn hoài kêu bởi vì cho nên cũng đỡ lắm mọi người. Chị lấy chồng mà không biết ăn hải sản chắc cũng hơi buồn. Thủy là người mê hải sản dữ lắm. Ôi nó ngon. Definitely plan on stopping by that store when we pick the girls back up. Yeah. Chồng ấy nói khi nào mà mình đi giúp con á thì mình ghé vô cái siêu thị mua tiếp về ăn. Tại vì lái xe lên đó cũng 2 tiếng rưỡi á mọi người. Nhưng mà nó rất là ngon. Ôi ôi cái con ốc nó bự. Really good. Mê hải sản. Vợ chồng mà Thủy mê hải sản cái sợ luôn. Mà có cái cua này ngon ha. Ui da. Để bỏ vô. Bỏ vô cái muỗng. Cái thì múc nước mắm gừng rồi nè. Vừa có gừng nhiều. Hấp một cái. Mọi người ơi, con ốc này ốc gì vậy mọi người? Thì mua ốc về mà để cũng không biết tên luôn. Mà Thủy tra qua đổi, chồng Thủy đổi bằng tiếng Việt á, tiếng Anh qua tiếng Việt, trời ơi nó ra cái con ốc gì mà nó kỳ lạ quá. Con ốc gì, cây, ốc cây gì á mọi người thì cũng biết. Cho nên thấy lạ quá cho nên là thôi. Đã quá mọi người. Phải ăn tay đâu đụng tới không? Mấy nhìn ngon quá. Ngon quá trời ngon. Ui đã quá. Chấm gừng cay cay hít hít hà hà đã quá. That one, that's your first time too, right? Mm-hmm. What do you think? It good, honey? Yeah, good. It good? Yeah. We had some kind of snail like that in Japan, though. Yeah. Đồng hồ này ốc này ăn ngon.
man. I like these crabs. Yeah, good. That's got very good them. So good. Chồng thì nói là chồng thích thích cái loại cua này rồi đó. Vậy là kêu ổng đổi qua những cái tiểu bang nóng là được rồi đó mọi người. Dụ ổng. Chứ chồng thì sợ nóng lắm. Còn này á, rất là sợ nóng luôn. Hà đã đi don't let it hot, right? You don't have hot. Like some stay hot. You don't want. You don't I'm okay. You know, I prefer to be cold, but you know, I've been in hot weather enough in my life that I'm actually okay with it. Takes me a little while to adjust, but it's all right in Okinawa, right? Ông nói là ổng ok với nóng không sao, tại vì ổng cũng sống những cái chỗ nóng lâu rồi, cũng hơi lâu mọi người. Ổng đi Iran, Iraq cũng đánh là đi lính đó, rồi xong rồi ổng ở Okinawa, cái chỗ mà đóng Mỹ đóng quân ở bên Nhật Bản á, cái chỗ đó nó cũng nóng lắm luôn á. Hồi đó thì ổng có biết lúc mà thì ở bên Okinawa hả, trời mười tháng 12 thì gung để lạnh đấy ha. Còn ổng á thì hả, lúc nào cũng quần cục, áo cục á, áo cục tay, áo ngắn tay. Thì nó chậu ông lạnh hả, bây giờ qua đây mới biết. I don't prefer it dry and hot, you know. I don't really don't like it, like when it's hot and humid like in Vietnam or Okinawa, it's okay. Hôm nay nóng mà ướt một chút, có mưa chứ đừng có nóng mà nó khô, không thích. I don't like it dry and cold either. Dry and cold. I don't like it dry and cold. I don't like it dry and hot. As long as it's humid, I don't care if it's hot or cold. As long as it's humid, I just don't want to be dry. Ông không thích khô, giống như là cái nóng của khô hay là cái lạnh khô á, ông thích nóng hay lạnh cũng được mà phải ẩm ướt một chút xíu. Good. Okay. How about you? Any of you have had both Atlantic blue crabs and Dungeness crabs. Which ones do you like better? Let us know in the comments below. Chồng thấy nói là cái cua của Oregon crab. Dungeness. Dungeness. Cái cua Dungeness chỉ là cái cua này màu xanh, cua màu xanh, cua xanh. Bạn thích cái loại nào? Nếu bạn cho mình comment ở dưới đây nha. Ok, cái video này thì có cái tên của cái channel của chồng Thủy ha. Thì cái channel của chồng Thủy á, thì Thủy sẽ ghi tên cho cái video của Thủy đó. Thì ai nhìn rồi đánh vô rồi vô follow giúp Thủy ha. Chồng Thủy thì nói về súng, săn bắn, rồi làm heo, làm bò, làm đồ nha mọi người. Còn Thủy là về ăn uống với gia đình, đi ngoại cảnh, ăn uống ha, du lịch đồ này kia. Okay, Daddy, I talk about your show. I can write your show and their name. Okay. And say, everybody, please come in and subscribe. Everybody, please come on over and subscribe to Salty Sergeant's Outdoor Adventures. Ông nói là làm ơn, mọi người làm ơn qua subscribe, đăng ký, ủng hộ nha. Okay, thì bye bye mọi người. Winter's coming up. We'll be going for steelhead pretty soon here. And I got a new gun review up. So, come on over. Oh, ở đó là bây giờ bắt đầu vô mùa lạnh. Thì sẽ đi câu cá nha mọi người. Câu cá gọi là steelhead. Steelhead. Nó dạng giống như là cá salmon đó cả mọi người. Cá hồi á. Ông nói là ông sẽ cố gắng nhiều. Ok, cảm ơn mọi người nha. Xin cho Thủy một like, một share, nhấn đăng ký ủng hộ nha. Bye bye. Chúc mọi người thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Bye bye.